Không. Phải lấy chứ. Lấy nó mới hết rồi. Dùng thuốc thì lấy nó nhẹ nhàng. Con này là mới dậy thì hiểu chưa? Vâng. Em sẽ mã số chị. Gọi cho ta. Cái ghi những cái đèn này đã chuẩn chưa? Đèn này chuẩn chỉnh luôn đấy chị. Em phải hỏi bác sĩ hỏng mẹ mắt. À mắt em á? Đèn này mình đủ để nhìn chị. Làm trong ngành thẩm mỹ đèn này đèn chuẩn rồi. Đèn này còn đỡ, đèn mà làm mí còn sáng hơn cơ chị ạ. Nó vừa to vừa sáng giống như ở trong phòng phẫu thuật đấy chị. Phòng mổ đấy. Cái đèn đấy nó còn sáng hơn nhiều cơ chị ạ. Có ý là kiểu như em ngồi lâu ấy. Vâng. Đèn nó phải chuẩn, không thì bình thường già là mắt kém. Chỉ ở bác sĩ người ta có những ca mổ từ 1 tiếng đến 4 tiếng, 4-5 tiếng là bình thường không? Xong ca mổ người ta căng thẳng vậy mà người ta làm cũng phải quen ấy. Là quen trong ngành thì quen. Vâng, cũng mổ liên tục. Chị bảo ví dụ như là Việt Đức mấy cả phẫu thuật thẩm mỹ ấy nhỉ? Đã giỏi thật đấy. Như đấy là chứng là cái ung ấy nhỉ, mụn ung. Vâng. Của anh Huy mới nhiều, của bé ít á. Của mình, Linh nó mới mà. Cũng như cô cháu thần Linh, giống tên cô. Chúc bạn ấy... tay đúng cô. Bạn đấy có vẻ giống bố nhiều. Cái này á? Đó. Cái thằng này giống chị à? Em chưa thấy ai giống chị cả. Con em chị thấy không? Toàn thấy giống bố không? Chả giống gì vậy? Thế dưới bảo kê thuê tháng bao nhiêu tiền? Rẻ vậy. 2 triệu chứ. Em thuê cái chỗ gọi là... chỗ gần trường Mạo Khê 1 đấy. Chỗ nó rẻ thôi. Rẻ. Mà đường thì bụi lắm. Chuyển với vị trí xem cho đẹp và chuyển. Ôi dồi, em làm gọi có rồi. Chứ em ở đây chính, ở đây mà. Người ta cũng tự tìm đến rồi. Vâng. Quen khách người ta tự tìm đến thôi, người ta giới thiệu thôi. Tí là tắm là không được rửa mặt đâu. Thường gội đầu nó không nên đổ dầu gội đầu vào mặt đâu. Vì dầu gội đầu nó giống như xà phòng, chị thấy. Đúng rồi, nó như xà phòng nó đi vào những chỗ viêm này cũng hiểm không? Hơn nữa da mặt bình thường thôi, xà còn phòng. Còn này gội đầu có khi phải bây giờ mình phải gội cho nó trong thời gian này. Bình với da bình thường thôi, thì nó cũng làm mất đi cái lượng lipid tự nhiên mà nó bảo vệ da chị. Đúng rồi. Ngửa da xong gội cho hiểu chưa? Trong thời gian này không tự vội được.
Sướng thì biết là nó phát phát sướng. Vâng. Đây là Huy được cô lấy nhẹ nhàng đấy. Huy đến cái chỗ sỏi ba nào lấy cho cây nhá. Thì Huy quặn người vào. Như chị nhìn thấy em lấy nhẹ nhàng không? Yeah. Chỗ ta lấy nó có ấn lấy ấn để chị ạ? Không, ấn thì lại không chuyên nghiệp. Vâng. Ấn thì nó không phải là thủ thuật rồi. Dùng cứ dùng cây ấn thôi. Thế là thô sơ. Ở nhà mình cũng còn ấn được không ạ? Thật. Đúng vâng, nhiều khách người ta bảo là tôi đi, nó phải có chuyên, nó gọi là thầy phải có chuyên môn chứ đúng không? Nhiều khách lấy ở đây rồi, Huy lấy chỗ khác bảo ui thái mà nhà em tự đạn còn hơn. Thì đấy. Tôi bảo đi thử xem như thế nào ấy. Không nhìn biết. Người ta lấy mỡ. Anh Huy này da dầu này. Chị cứ hôm đợt trước ấy. Chứ cái nhẹ nhàng nó dậy thì ấy, chị ngồi chị cũng phải được hết một cái ngón tay này chứ. Ừ. Chị nặn nó, chị cũng nặn đấy, giờ này nó không cho chị nặn nó mới nhiều này, mẹ nặn toàn rỗ rồi, nặn không, con không cho nặn là không được đâu, nặn là tốt chẳng qua là nó không, mẹ nặn, mẹ lại không có kỹ thuật khó lắm. Đây nặn được nhiều đúng không, cô là thầy này khác, cô làm hơn chục năm rồi đấy. Em va chạm với nghề từ 2009. Học ở đâu? Học nghề đâu? Trên nội à? Vâng. Đi lấy chồng hay làm luôn món này luôn? Không, lấy chồng đâu. Thế là những cái gì trước rồi mới làm này? Em học và làm trước rồi mới lấy chồng chứ. À đấy à? Thế sao ông xã nó quen là gì mới tăng kinh môn à? Em cũng gần đây mà. Ngay cái dốc đoàn đi sang ấy chị. Ngay bên kia sông ấy. Nghe nói thầy bảo lấy chồng qua sông nó tốt. Đông ra cũng dễ đưa đẩy. Quan trọng hợp chứ. Và nói chung ông này cũng biết tán chẳng hạn. Nhìn thấy chịu khó. Chịu khó từ ở bên nhà bên kia ấy. Cái gì của mình là mình gọi là sâu đi tìm cọc. Mình là chồng. Đi tìm hiểu. Chồng cũng hiền. Chồng thế rồi ạ. Nếu không bằng em được. Chắc không bằng em là sao? Mọi thứ cuộc sống tư duy nhanh nhẹn năng động đều ối là hơn em nhiều đấy. Hơn nhiều chứ chị. Nhanh nhẹn hoạt bát lắm. Nhạy bén. Nặn mặt này không đau luôn. Cô chỉ khỏe lên cái là nó lên. Nặn mà lại xuống là bạn còn hãi đau ấy. Sợ cái nó lên phọt lên. Hả? Cái kia nó chìm, nó buồn chặt nó chìm luôn đấy. Nay em gì có người. Muộn là mấy giờ? Ok.
Có khi dần dần đang quen rồi. Kiên được gội đầu chứ không nào? Chị lâu lắm rồi đây này. Này lên muộn chị sao mà được vội. Toàn đến cái đó có khách rồi còn đâu. Okay.